Bên đây là Phước Lộc Thọ nha, Phước Lộc Thọ bên Mỹ đó, đông người lắm. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, gần này là Noel rồi nên là đó là đông người lắm. Quay để quý vị biết coi ở trong đây người ta như thế nào. Rẽ đi người lại, rất là đông người. Dạ, cảm ơn chị. À, quý vị thấy hình ông Phước Lộc Thọ chưa? Đây là thương xá Phước Lộc Thọ, một trong những cái chỗ mà nổi tiếng nhất trong khu Bô Sa. Quý vị có đi đâu á mà ghé qua Little Sài Gòn, California, USA thì phải ghé qua Phước Lộc Thọ nha. À, giờ tôi đi vô lại. Đẹp quá, những đồng hồ này là khoảng chừng 5.000 cho đến 10.000 đô la một cái. Ủa bây giờ em vô trong đó rồi hả? Sao sao? Đồng quá. Cây này là cây thông nè, cây Noel nè, đẹp quá trời. Việt Nam đông quá ha. Đó, mấy cô đó là đang kiếm đồ ăn ăn, gọi đu đủ. Quý vị thấy chứ, gọi đu đủ chưa, thèm chưa, đã quá rồi. Tiếp tục.